Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Toyota, let's go places. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319 princesslife.com. Cảm ơn quý vị và các bạn trong kênh Leadership on TV theo dõi phần tin tức tổng hợp của Leadership on TV cùng với Đỗ Tuấn Khoa trong ngày hôm nay. Sau đây mời quý vị cùng tiếp tục với các bản tin Hoa Kỳ. Vụ rò rỉ hồ sơ Ukraine bắt nguồn từ những vụ tranh cãi về chiến tranh Ukraine. Tòa Bạch Ốc tuyên bố tăng các biện pháp trừng phạt để chống buôn bán ma túy đá. Đảng Dân Chủ ở Tennessee tìm cách đưa dân biểu bị truất phế trở lại. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi các bản tin chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ, vụ rò rỉ hồ sơ Ukraine bắt nguồn từ những vụ tranh cãi về chiến tranh Ukraine. Theo các nhà phân tích tình báo cho biết, thì một lô tài liệu tai hại bị rò rỉ từ ngũ giác đài dường như ban đầu được chia sẻ trên nền tảng trò chuyện video Discord nhằm hỗ trợ để nỗ lực giành chiến thắng trong cuộc tranh luận về cuộc chiến ở Ukraine. Nguồn gốc kỳ lạ của vụ rò rỉ có vẻ bất thường, nhưng đây không phải là lần đầu tiên tranh chấp giữa những người chơi game gây ra vi phạm thông tin tình báo với các cộng đồng chồng chéo gây ra vấn đề cho cả nền tảng quân sự và trò chơi. Vụ rò rỉ đã được tiết lộ khi mà các tài liệu cho thấy thương vong ước tính trong chiến trường Bakhmut bắt đầu lan truyền trên các mạng xã hội công cộng vào tuần trước. Hai phiên bản của những tài liệu đó, một trong số đó đã được thay đổi số liệu để nói quá thấp về thương vong của Nga và nói quá về thương vong của Ukraine, đã được truyền tay nhau giữa những người quan sát cuộc chiến. Đồng thời, một bộ tài liệu thứ hai bao gồm cả hình ảnh đã chỉnh sửa, được chuyển qua các kênh Telegram thân Nga. Trước khi mà chúng xuất hiện trên Internet công cộng, các tài liệu đã được chia sẻ trên các phòng trò chuyện do Discord, một ứng dụng trò chuyện tập trung vào game tổ chức. Và Tòa Bạch Ốc tuyên bố tăng các biện pháp trừng phạt để chống buôn bán ma túy đá. Hoa Kỳ sẽ mở rộng nỗ lực trấn áp cuộc khủng hoảng gọi là fentanyl, thông báo gia tăng các biện pháp trừng phạt nhắm vào những kẻ buôn bán ma túy đá hay là gọi là fentanyl vào thứ ba. Trong một tờ thông tin phát thảo giữa những nỗ lực của chính quyền nhằm chống lại dịch bệnh opioid, Tòa Bạch Ốc cho biết họ sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt và các biện pháp khác chống lại các mục tiêu ngăn cản những kẻ buôn bán ma túy đá tiếp cận với hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và các dòng tài chính bất hợp pháp. Tòa Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố, bản chất của những loại thuốc này cũng như sự dễ thu nhận và hiệu lực của chúng là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, an toàn công cộng và sức khỏe cộng đồng. Tuyên bố cho biết chính phủ Hoa Kỳ sẽ xây dựng một liên minh toàn cầu để chống buôn bán ma túy đá tổng hợp bất hợp pháp trong nỗ lực phát triển các giải pháp pháp, thúc đẩy các hành động quốc gia, đồng thời tạo ra sức mạnh tổng hợp và đòn bẩy giữa các quốc gia. Các biện pháp trừng phạt được đưa ra khi Tổng thống Mexico là Obrador và các thành viên trong nội các an ninh của ông dự định gặp gỡ với các viên chức Hoa Kỳ trong tuần này về fentanyl và buôn bán vũ khí. Việc Tổng thống Joe Biden thúc đẩy chống lại những kẻ buôn bán ma túy cũng trùng hợp với nhiều lời chỉ trích của các nhà lập pháp rằng chính quyền của ông đã không làm đủ để ngăn chặn làn sóng ma túy chảy từ Mexico khi mà căng thẳng với nước láng giềng phía Nam đang ngày càng gia tăng. Và thưa quý vị, hội đồng thủ đô của Nashville, của thành phố nghiêng về đảng Dân Chủ sẽ được giữ tất cả 40 ghế của mình cho đến thời điểm hiện tại, theo một quyết định tạm thời được đưa ra vào hôm thứ Hai bởi 3 thẩm phán tiểu bang. Phán quyết này cản trở nỗ lực của các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa nhằm cắt đôi hội đồng sau khi mà hội đồng này ngăn cản đại hội toàn quốc của đảng Cộng Hòa năm 2024 diễn ra tại thành phố âm nhạc Nashville. Các đảng viên của đảng Dân Chủ Tennessee vào ngày thứ Ba sẽ thúc đẩy việc phục hồi vị trí thứ hai trong số hai đại diện của tiểu bang đã bị trục xuất vì dẫn đầu một cuộc biểu tình vi phạm chính sách súng ống tại tòa nhà của tiểu bang sau khi mà người đầu tiên được phục hồi vào ngày thứ Hai. Dân biểu Justin Jones khi bước vào phòng quốc hội đã giơ nắm đấm và tuyên bố quyền lực thuộc về nhân dân. Đồng nghiệp của ông Justin Person, một nhà lập pháp da đen trẻ tuổi khác, đã bị trục xuất
có thể nhận được một cuộc bỏ phiếu tương tự để phục hồi vào ngày mai thứ Tư, khi Hội đồng Ủy viên quận Shelby sẽ xem xét tái bổ nhiệm ông vào quận Memphis. Nashville đã hoạt động theo hệ thống chính quyền quận, thành phố kết hợp với 40 thành viên hội đồng kể từ năm 1963, khi các nhà lãnh đạo đang vật lộn với việc hợp nhất thành phố và quận xung quanh, khi mà những người ủng hộ làm việc để bảo đảm các nhà lãnh đạo da đen duy trì sự đại diện mạnh mẽ ở đó. Và mẹ của cậu bé 6 tuổi bắn cô giáo bị buộc tội bỏ bê trẻ em. Người mẹ của một đứa trẻ 6 tuổi đã bắn giáo viên vào tháng Giêng ở Virginia bị buộc tội bỏ bê trẻ em. Và luật sư liên bang Virginia cho biết vào hôm thứ Hai, sau cuộc điều tra của sở cảnh sát Newport News, Deja Taylor cũng bị buộc tội nhẹ vì đã liều lĩnh để một khẩu súng lên nạp đạn xung quanh một trẻ em. Vào tháng Giêng, A.B. Swinner là một giáo viên 25 tuổi tại trường tiểu học Redneck đã bị một học sinh của mình bắn vào tay và ngực. Cô ấy đã trải qua khoảng 2 tuần trong bệnh viện và trải qua 4 cuộc phẫu thuật sau vụ nổ súng và hiện đang kiện học khu số tiền 40 triệu Mỹ Kim. Trong vụ nổ súng, không có người nào khác bị buộc tội kể cả học sinh 6 tuổi. Tuy nhiên, giám đốc của hệ thống trường học đã bị sa thải. Hiệu phó của trường đã từ chức và cô giáo đang kiện hệ thống trường học, cáo buộc họ phớt lờ cảnh báo học sinh có vũ khí vào ngày hôm đó và đang ở trong tâm trạng bạo lực. Và Tổng thống Biden gọi việc vô hiệu hóa bán thuốc phá thai gọi là Mifepristone là hoàn toàn vượt qua giới hạn. Tổng thống Joe Biden vào ngày thứ Ba gọi việc thẩm phán liên bang Matthew Maskayik ở Texas vô hiệu hóa giấy phép của Cục Quản lý Dược Thực phẩm và Dược phẩm là FDA đối với thuốc phá thai là hoàn toàn vượt qua giới hạn. Thuốc phá thai Mifepristone lần đầu tiên được FDA chấp thuận vào năm 2000 và đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả. Và đây là một trong hai loại thuốc được sử dụng để phá thai tại Hoa Kỳ. Thẩm phán Kaczmarki đã ra phán quyết vào thứ Sáu ủng hộ các nhóm chống phá thai tạm dừng sự chấp thuận của FDA đối với loại thuốc này. Nếu quyết định được giữ nguyên, những người ủng hộ đã cảnh báo nó có thể mở ra cơ hội cho các thách thức bất kỳ loại thuốc hoặc phương pháp điều trị nào mà họ không đồng ý, bao gồm vaccine cho trẻ em, thuốc điều trị AIDS, ngừa thai hoặc hàm liệu pháp hormone. Bộ Tư pháp vào hôm thứ Hai để yêu cầu Tòa phúc thẩm liên bang hãy tạm dừng phán quyết của thẩm phán Kaczmarek cho đến khi chính quyền có thể đệ đơn trước tòa toàn bộ kháng cáo về quyết định này. Và quý vị vừa theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày của Little Sài Gòn TV. Sau phần quảng cáo sẽ là tin nổi bật với Đinh Quang Anh Thái và Hoàng Trọng Thụy. Lời Tân Khoa cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một buổi chiều mạnh khỏe, bình an cùng với người thân, gia đình và bạn bè. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hành kỳ tới.